Rồi anh quay clip rồi. Ok. Giờ nói lại nha. Cái ship list hàng này là mình khai báo những cái tên hàng mà mình nhập xuất để nó tính được hiện tại đang tồn kho bao nhiêu ha. Tên hàng này đơn vị tính, giá nhập giá xuất thì cái giá này mình không ghi cũng được, cái lúc mình nhập xuất bao nhiêu thì mình tự nhập vào cũng được ha. Rồi. Nhưng mà mình cũng ghi theo ngày luôn ha, tất cả đều theo dõi theo ngày À, đúng không? cái này là một cái danh sách. Mình chưa có nói tới cái chuyện mà nhập xuất đâu, cái này là danh sách thôi nha. Để qua bên kia mình chọn cho nó nhanh á. Với lại trong cái bảng này nó sẽ tính cho mình là tồn đầu, nhập xuất, tồn cuối là bao nhiêu. Trong ngày tháng này. Nó cho mình chọn ngày này, có nghĩa là mình có thể theo dõi được trong một tháng hoặc là trong một quý hay là trong một năm, bất kỳ thời gian nào mình muốn. À, mình có thể chọn ở đây, cứ đắp vô đây để chọn ngày. Thì anh ví dụ ở đây là trong tháng 9 đến ngày 31 tháng 10. Ví dụ sản phẩm này anh nhập 19 nè, anh chưa xuất, để là còn nó vẫn còn tồn 19. Đó, ví dụ vậy ha. Rồi. Thì đây là bảng nhập xuất tồn kho, thì nó sẽ lấy dữ liệu ở những sheet sau đây để anh nói tới là em sẽ hiểu thôi nha. Rồi, tiếp tục với nhà cung cấp. Thì mình có bao nhiêu nhà cung cấp, mình nhập từ nhà cung cấp nào thì mình khai báo những nhà cung cấp đó ở đây. Và khi mình nhập dữ liệu trong cái sheet nhập kho thì ở đây nó sẽ hiện, nó sẽ thống kê được cho mình là trong khoảng thời gian này nè, mình nợ đầu bao nhiêu, mua bao nhiêu, trả bao nhiêu và nợ cuối bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này mình cũng có thể xem được là ai đang mình đang còn nợ nhà cung cấp nào bao nhiêu tiền. Mình hiểu không? Rồi, tiếp tục cái sheet quan trọng là sheet nhập liệu hàng ngày nè. Thì trong cái sheet này mình sẽ nhập hàng ngày và tất cả các nhà cung cấp mình đều nhập vào một sheet này. À, để nó có một cái sheet gọi là sheet lọc nhà cung cấp này. Thì cái sheet này á, nó cái nhiệm vụ là nó lấy dữ liệu từ bên sheet nhập kho này ra. Nghĩa là bây giờ mình muốn xem mình mua của nhà cung cấp này từ ngày này đến ngày này, của nhà cung cấp nào mình chọn một cái thì nó sẽ ra tất cả những cái sản phẩm của nhà cung cấp đó. Em hình dung Lọc không? theo nhà cung cấp rồi rồi em Đúng hiểu. rồi, chứ mình không có ghi theo cái kiểu giống như em ghi thì nó Thủ bị công. rối á, em hình dung không? Cứ Đúng cứ đúng. em ghi mà cái kiểu như nhà mỗi nhà cung cấp em ghi riêng một chỗ thì lúc đó ví dụ như trong một tháng này em có thể coi được, nhưng mà em muốn coi lại những tháng trước, 3 tháng trước đi, thì em Đúng lục rồi, lại đúng lại rồi. dữ liệu rất là lâu. Đúng rồi, mục đích của em là muốn coi nhiều tháng trước rồi coi cái giá nó chênh lệch bao nhiêu đó. Em hiểu không? Rồi, Rồi, em hiểu. anh ví dụ như em muốn coi lại giá đúng không? Thì bây giờ em chỉ cần là nhập từ ngày đến ngày em chọn nhà cung cấp. Thì trong cái Google Sheet nó sẽ có chức năng lọc này. Thì ở đây mình cũng tạo bộ lọc. Mình có thể lọc ra một cái sản phẩm nào đó mình mua của nhà cung cấp đây, mình kích vào đây mình chọn. Ví dụ như ở đây mình chọn cái sản phẩm này đi. Ví dụ như đây đi. Đó. Rồi bấm OK. Thì nó ra tất cả những dòng sản phẩm mà mình đã nhập của nhà cung cấp đó, tương ứng số lượng đơn giá thành tiền. Ví dụ ở đây có hai đơn giá hoặc ba đơn giá là nó sẽ hiện Đúng xuống rồi, đúng hết rồi. đúng Ở đây nó chỉ có một 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 dòng thôi. Ví dụ như anh chọn là cái, do là anh chỉ có chọn mỗi sản phẩm một dòng thôi, còn nếu nhiều không? dòng thì nó cũng hiện ra cho mình. Em hình dung Em không? hiểu 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 Đó, còn ví dụ như em chọn nhà cung cấp khác thì nó sẽ hiển thị ra cho mình. Và bên góc này nó sẽ cho mình biết được thông tin là nợ đầu bao nhiêu này, tiền mua, tiền trả và còn nợ cuối luôn. Theo thời gian này nha, theo khoảng thời gian này. Đó, còn nếu em muốn mà xem công nợ của đến hiện tại thì mình chọn ở đây là ngày hiện tại hoặc là một cái ngày nào đó sau đó. Thấy không? Rồi. Cái ngày đến ngày đó đó. Cái ngày đến ngày này thì mình kích đúp vô. Mình chọn, ở đây À, anh kích đúp vô đúp vô này. nó Mình chọn là từ nó ngày hiện 1 tháng lên cái 9. lịch đúng không? Đó là có cái lịch cho mình. Ở đây anh chọn là ngày 30/9, ví dụ như thế. Mình hiểu không? Ví dụ như ở đây mình chọn, nếu mình chọn ngày 1 tháng 10 thì nó không ra, nó không có kết quả. Anh chọn tháng 10 coi. Vậy là cái này mình lưu, mình cứ làm hoài vậy một cái file này thôi ha anh. Đúng rồi. Nó lưu cho mình 5 10 năm gì cũng được hết đó hả? Đúng không? Thì thông thường thì nếu mà để nó nhẹ thì 1 năm mình sẽ tạo một bản sao, mình xóa dữ liệu mình làm lại, À, năm hiểu rồi không? rồi hiểu. Đó. Rồi, ok. Thì cái này là cái lọc lọc nhà cung cấp từ cái sheet nhà nhập kho này, em hiểu không? Cho nên công việc của mình khỏe lắm, là hàng ngày mình nhập bao nhiêu của nhà cung cấp nào thì cứ nhập như số này. Chỉ cần nhập vô cái file nhập kho Đúng thôi. rồi. Bây giờ anh ví dụ, như ngày hôm nay đi, cái cột số chứng từ thì không cần, mà mình ghi để mình biết thôi, còn không thì bỏ cột số chứng từ này đi ha.
Ví dụ như đây anh chọn cái này đi. Ví dụ như này đi. Gì ta? Cái nhà cung cấp. Nhà cung cấp mà sao thấy giống tên hàng quá anh. Tao có đây nhà cung cấp nha, không ta? Đúng rồi, Thụy Xuân đi, nhà cung cấp Thụy Xuân đi. Đó. Anh ví dụ hôm nay mình nhập cái đậu Hà Lan này đi. Rồi. Ví dụ như mình nhập 10. Cái giá này là giá mặc định ở bên kia nó đưa qua, bây giờ mình muốn mình sửa lại cũng được. Ví dụ như 11.000. Đó. Hiểu ra nè. Dạ. Rồi. Tiền mua. Cái này là tiền mua, tự động tính ra thành tiền cho mình. Còn ví dụ như ngày hôm sau cái người này trả thì, hoặc là ví dụ như họ trả một ít tiền thì mình cũng nhập đây. Ví dụ họ trả trước 50.000, mình trả cho nhà cung cấp, cái này là nhập kho, đúng rồi, nhà nhập kho mình trả. Ví dụ mình trả cho người ta 50.000 thì mình cũng nhập ở đây luôn cũng được, hình dung không? Cái cột trả nợ này là cái cột có tiền trả nha. Nhập kho, cái này là tiền mua. Tiền mua này là mua thiếu hay là mua trả? Thì mình trả cho nhà cung cấp bao nhiêu thì mình nhập vô đây, hình dung không? Cái này là tiền mua, này là thành tiền đúng không? Thành tiền, đây là tiền mua, thành tiền. Cái của em á, nó có thêm nhiều cột quá, cho nên là thành ra anh gộp lại cái tiền mua này là thành tiền luôn. Mình không có cần phải cộng lại, mình ghi một lần nữa. Ví dụ như ví dụ cũng ngày hôm nay đi, đóng cương trình D để sao chép xuống. Rồi ví dụ mua sản phẩm khác ra đi. Ví dụ như đây em mua là 5. Đó. Thì ở đây tiền mua nó là 2 dòng này luôn. Đó. Không có cần phải cộng lại là ghi một cột giống như em đã làm. Rồi ví dụ như tiền trả, ví dụ như ở đây hai đơn này, đây mình chọn tổng đi, tổng là 1.235.000 đúng không? Bây giờ mình trả trước cho nhà cung cấp 500.000 thì em có thể nhập 500.000 ở đây chung một dòng cũng được, không vấn đề gì hết. Quan trọng là nó nằm cùng dòng với cái tên nhà cung cấp này là được. Em hiểu không? Còn nếu mình không trả gì hết thì mình đừng có nhập vô cái ô trả đúng nợ rồi. Đó. Nếu không trả gì hết, không nhập gì đây hết. Mình mua nợ tới cuối tháng mình đúng mới rồi. Trả lần đó thì mình không nhập gì hết. Đúng rồi. Rồi, ok. Như vậy thì bây giờ mình qua cái sheet nhà cung cấp đó mình xem. Thì mình thấy được là mình mua là 1.235.000 của cái nhà cung cấp Thụy Xuân này. Hình dung không? Rồi, ok. Dạ. Đó là mình mua. Ví dụ như ở đây mình có trả 500.000 đi. Mình nhập 500.000 ở đây. Thì cùng cái ngày này luôn nha, cùng ngày 21 tháng 9 này. Thì mình qua bên sheet nhà cung cấp, mình thấy là mình đã trả 500.000. Rồi bây giờ mình qua xích lọc nhà cung cấp mình coi luôn. Ở đây mình kích vào đây, mình coi nó là Thụy Xuân này. Đó, anh thấy không? Dạ. Tiền mua trả nợ. Tổng tiền mua này, tổng trả này. Dạ. Còn nợ cuối là 735.000. Nó đúng với cái xe, nó đúng với bên này luôn. Dạ. Nếu mà mình chọn cái từ ngày đến ngày nó giống nhau thì số liệu nó trùng giữa cái hai cái phần lọc với phần công nợ này luôn nha. Yeah. Rồi ok, tiếp tục. Bây giờ giả sử mà bây giờ mình mua cái đơn này, anh giả sử một trường hợp nữa, mình mua cái đơn này mình không trả thì mình không có nhập gì bên đây hết, và qua ngày hôm sau mình trả thì ở đây ví dụ qua ngày hôm sau là ngày 2 tháng 9 đi, đúng không? Mình trả nợ mà mình không mua hàng thì ở đây mình cũng chọn nhà cung cấp, mình kích vô đây mình ghi là trả nợ, có chữ trả nợ không? Không có thì mình ghi chữ trả nợ luôn. Đó. Rồi ở đây mình trả nợ, cái số lượng này đơn giá thành tiền thì mình không nhập gì hết, mình trả nợ ở đây 500.000 ở đây cũng được. Hiểu chưa? Mục đích đó là để khi mình nhìn lại mình biết mình trả nợ cho cái nhà cung cấp này ngày nào, đơn giản vậy thôi. Em hiểu không? Đó là cái sự khác nhau giữa lúc mà mình mua hàng mình trả tiền luôn thì mình nhập chung với một cái hàng của cái ngày này luôn. Còn nếu mà một ngày khác thì mình sẽ chọn cái ngày mình khác. Mình phải nhập vô ngày khác. Đúng rồi. Và tên hàng mình ghi chữ trả nợ luôn. Dạ. Rồi. Trả nợ là 500 ngàn. Thì qua bên này nó cũng vậy thôi. Nó cũng tính đúng với mình luôn. Thấy chưa? Đó. Ok không? Rồi. Còn cái tên công trình mình muốn vô cái đó thì mình tự nhập vô hả? Mình mua cho công trình nào á thì cái công trình này mình tự nhập thôi. Rồi nó hiểu không anh? Hiểu. Hiểu là một công trình đó mình nhập hết bao nhiêu chi phí không?
Nếu mà em muốn thống kê theo công trình thì anh sẽ Dạ làm cho đúng em rồi. một cái sheet, nó cũng có Đúng danh rồi sách em. công trình vậy đó, để khi Đúng mình rồi. tới công trình nào mình chọn công trình đó. Dạ đúng rồi. Thì Em nhớ là mục đích của em ở là đây anh có em làm cái thống kê công trình này, ví dụ anh đang chọn công trình này, công trình nào này, rồi mình nhà nhập về này, vật tư xuất kho này đó, thì cái này anh đang suy nghĩ tới thôi, và để anh hỏi em cho nó chắc đó chắn. em muốn cái đó đó, em muốn cái đó là theo dõi cái đó đó. Rồi ok, như vậy thì cái lọc này em hiểu chưa, cái lọc ba cái Rồi sheet này rồi em hiểu đúng không? rồi cái nhập kho đó là em hiểu rồi đó. Rồi ok, tương tự với khách hàng, cái khách hàng này anh gọi là công trình á, hiểu không? Nhưng mà lỡ ghi tên khách hàng thôi để cái đó cũng được, còn không thì em đổi lại thành công trình cũng được, hiểu không? Đây là danh sách công trình đang làm. Thì ở đây Tức tức là mình bán ra đó. đúng rồi, mình bán Đúng ra không? á, mình mua gì mình bán ra, hiểu chưa? Rồi ok, như vậy thì đối với công trình á thì mình xuất vật tư cho nó xong là thanh toán trả cho mình đúng không? Đó thì nó cũng giống như mình mua của nhà cung cấp, Không mình mua công của nhà trình cung cấp thì thì mình cũng trả nợ cho nhà cung cấp đúng không? Còn cái công trình mình cung cấp vật tư cho công trình thì mình công trình họ cũng trả tiền lại cho mình. Như vậy thì ở đây anh ví dụ như anh thêm một công trình mới đi, ví dụ công trình ví dụ như công trình cầu sắt đi, anh ví dụ như thế đó. Rồi bây giờ anh xuất kho cho cầu sắt đây, anh qua em đây, ví dụ ngày hôm nay em xuất kích vào đây ghi chữ cầu sắt vô đó, anh xuất cho cầu sắt này muối tiêu bột ngọt gì đó, ví dụ như đây dầu hào đi, rồi rồi anh xuất cho 10 chai. Đơn giá này thì ví dụ như đơn giá mình có sửa lại, mình xuất cho công trình mỗi giá thì mình sửa lại ở chỗ đây cũng được nha, không vấn đề gì hết. Ví dụ như giá mặt định 50 thôi, mình gọi 60 cũng được. Thành tiền là 600 ngàn này, Rồi, tương tự cũng mình xuất nhiều thứ mà đúng không? Ví dụ như cầu sắt bấm cầu trình D để copy từ trên xuống nha, khỏi chọn. Cầu trình D á, em biết không? Rồi. Ví dụ như 20, anh ví dụ như thế. Rồi, ví dụ như ở đây 15 ngàn, một chai. Rồi. Thì ví dụ như sau khi mình xuất như này xong, đến lúc mà công trình họ tạm ứng cho mình, họ trả tiền cho mình á, thì mình cũng chọn giống như trả nợ nhà cung cấp như vậy. Ví dụ như ngày 22 tháng 9 đúng không? Đó. Cũng cái công trình này Còn sao? trả nợ, ví dụ trả nợ đi. Cái này để anh chỉnh lại. Anh có một cái trong cái list hàng mình ghi có một cái chữ trả nợ đây để mình chọn cho nhanh, khỏi gõ. Rồi. Ở đây trả nợ ví dụ như là 200 ngàn đi. Rồi như vậy thì ở đây mình qua cái sheet khách hàng này mình thấy được là ông đây ông mua là 900 này, ông trả cho mình 200 này, còn nợ là 700. Mình hình dung được không? Rồi. Thấy chưa? Từ ngày đến ngày, có Từ từ ngày đến ngày đến ngày. ngày đúng không? Đúng rồi, có từ ngày đến ngày. Có nghĩa là mình cứ nhập liên tục nhiều tháng. Và mình muốn coi cái tháng nào thì mình chọn tháng đó. Như vậy thì nợ cũ ở tháng trước nó sẽ gói đầu sang tháng sau. Đúng không? Bây giờ anh ví dụ ở đây anh đang coi ngày 30 tháng 9 là ông đây còn nợ 700 ngàn. Thì lúc này nợ đầu của ông là không này, nợ đầu tháng 9 là không, nhưng ví dụ ở đây mình chọn tháng 10 đi. Anh ví dụ chọn tháng 10. Thì ở đây nó sẽ nợ đầu của tháng 10 là 700. Mua trả trong tháng 10 chưa phát sinh nữa còn không. Em hiểu cái chỗ mà mua trả này nha. Cái này nó chỉ là cái số liệu trong tháng này thôi, trong cái khoảng thời gian mình nhập này thôi. Có nghĩa là cho dù em nhập một năm đi, nhưng mà nếu mà em chọn một năm 1 tỷ đi, nếu mà em chọn một tháng thì nó chỉ hiển thị ra một tháng Chỉ thôi chứ không hiển phải thị là 1 trong tỷ một đâu. tháng thôi. Đúng rồi, Rồi rồi em hiểu. hình dung gì đó ha. Rồi Vậy là mình quản lý được cái khách hàng đó, ví dụ một một năm nhưng mà tháng 1 người ta làm, xong rồi tháng 5 người ta làm, tháng 7 người ta làm mình coi một năm mình cũng biết là trong năm đó công nợ của người đó bao nhiêu luôn. đúng rồi đúng rồi Đúng không? đó, nói như vậy đó. Cho nên là mình cứ
tất cả các khách hàng hoặc là tất cả nhà cung cấp, mình cứ ghi trong một sheet này luôn. Dạ, à, dạ. Không? Không hiểu, cần phải làm nhiều sheet gì đó. Không cần phải làm nhiều tháng, nhiều tháng. Đúng rồi. Dạ, dạ. Ok, bây giờ mình muốn xem cái cầu sắt này, công trình cầu sắt này, tình hình thanh toán mua như thế nào thì mình qua lọc khách hàng. Dạ. Em muốn chọn là từ tháng 9, bây giờ em chọn ngày 1 tháng 9, đến ngày 30 tháng 9. Em ở đây mình chọn là cầu sắt, đúng không? Cầu sắt. Dạ. Gõ từ khó vô tìm nhỏ lẹ. Ừ. Ở đây nó có cái dấu mũi tên, em gõ từ khó vô, từ khó vô. Giống như bên Excel vậy đúng không? Ừ. Đó. Tìm mình gõ. Thì ở đây nó sẽ ra lọc hết cho mình ra nè, thấy không? Nó ra là nợ đầu nè, tiền mua nè, tiền trả nợ cuối nè. Dạ. Mình hiểu không? Đó, đơn giản thôi. Thì tổng là tiền mua là 900, trả nợ là 200. Công trình thì mình tự đánh vô là nó tự động nó lít qua bên công trình để cho mình theo dõi theo tên công trình đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ok, em hình dung được chưa? Rồi. À, như vậy thì mình đã có là tồn kho này. À, trong cái mình nhập, mình trong sheet nhập này, đúng không? Trong sheet xuất này thì hai cái sheet này nó sẽ lấy cái cột số lượng, nó sẽ tính cho mình ra được là cái tồn kho ở đây. Giờ anh ví dụ bây giờ anh lấy một cái ví dụ là cái bơ lạc này đi anh, ví dụ ha. Bây giờ mình giả sử mình nhập kho từ nhà cung cấp, ví dụ như ngày hôm nay luôn đi, mình nhập kho từ nhà cung cấp Thị Xuân đi, mình chọn cái bơ lạc. Rồi, dù mình nhập 100. Rồi giá 240.000 luôn đúng không? À, thì lúc này mình qua bên list hàng này mình thấy cái bơ lạc nó là 100 này, thấy không? Ừ. Mình chú ý ngay nha, mình đang nhập tháng 9 thì mình chọn là trong khoảng thời gian tháng 9 thì nó mới có ở đây. Dạ. Yeah. Rồi, ví dụ bây giờ cái bơ lạc này mình xuất cho ông nào. Bây giờ ở đây mình cũng ngày hôm nay luôn đi. Ví dụ ngày 1 tháng 10 đi. 2023. Mình chọn tháng khác đi. Mình xuất cho công trình cầu sắt đi. Rồi, cái bơ. Đó. Rồi, ví dụ như số lượng mình xuất 20. Giả sử như vậy. Thì mình qua bên đây mình coi. Mình qua bên đây mình coi thì mình sẽ thấy nó là xuất 20 nè. Còn tồn là 80 đúng không? Chính xác. Hình dung không? Nhưng mà ở đây mình coi tới tháng 10. Còn ví dụ ở đây mình chọn là 30 tháng 9 đi. Ví dụ chọn 30 tháng 9. Thì ở đây nó là không. Lý do biết tại sao không không? Anh, nhưng mà quan trọng là vậy nè. Là em nhập vô á là ván hoặc là cái gì đó. Ván hoặc là ốc vít gì đó. Nhưng mà em lại xuất ra là cái bàn, cái ghế đó. Khi mà xuất ra cái bàn ghế thì thì em cũng phải. Nếu mà em xuất bàn ghế thì có nghĩa là em cũng xuất vật tư ra để em sản xuất thôi. À, hiểu không? Là ví dụ như cái đơn hàng đó em mua 10 tấm ván đi, 10 tấm ván màu trắng đi. Ừ. Nhưng mà em sản xuất cho cái đơn hàng A, cho cái ông A là 8 tấm ván. Ừ. Ông B là 8,5 đi, còn nửa tấm là tồn kho. Đó, dạng vậy đó. Thì em cũng xuất, em cũng qua bên xuất kho này, em xuất ra như vậy. Tức là mình làm cho công trình nào mình chọn công trình đó. Phần ghi chú em ghi là xuất để sản xuất 200 cái bàn đó, ví dụ như thế ha. Em hình dung không? Có nghĩa là khi mình xuất kho, mình sản xuất cho công trình nào thì mình cũng ghi như vậy. Nhưng mà nó có một, ở đây nó có một cái là mình không có tính giá ở đây. Không. Đúng rồi. Tại vì mình xuất ra mình đâu có tính giá đâu. Trừ khi mình đúng bán rồi. Cái bàn á, mình mới tính giá. Hình dung không? Ừ. Ví dụ như em xuất 200 cái bàn thì ở đây em sẽ không ghi giá. Cho nên ở đây nó sẽ không có tính tiền cho cái công trình đó. À, đúng không? Ví dụ như ở đây mình bỏ công trình này luôn đi. Bỏ công trình hay là mình ghi gọi là xuất sản xuất đi. Anh ví dụ vậy. Đến cái lúc mà em xuất cái bàn đi á, thì mình mới ghi giá ở đây. Thì đây là lúc mà giá của cái bàn chứ không phải giá vật tư này. Nhưng mà để mà, có nghĩa là nếu mình nói về công nợ thì cái dòng này không ghi cũng được. Alo. Tại vì nó không có tiền. Nhưng mà mình phải ghi vào khi mình xuất đi á, đợi sản xuất mình phải ghi vào. Để cho nó tính tồn kho. Tính tồn kho. Đúng rồi. Hình dung không? Rồi. Rồi ok. Như vậy thì khi mà mình sản xuất rồi nó sẽ có một cái gọi là thành phẩm nữa.
đúng rồi. Thì cái thành phẩm này có thể là mình sản xuất 200 cái bàn, nhưng mình xuất 150 à, nó còn 50 cái bàn trong kho của mình. Không, của em thì không vậy đâu. Của em không cần phải làm cái đó. Của em thường thường là mua vật tư về làm cho công trình đó, chứ không có làm dư ra. Ok, không làm dư, ok. Như vậy thì khi mình làm ra thành phẩm một cái bàn rồi á, thì mình ghi vô đây luôn. Mình bây giờ ở đây mình không mình gọi là xuất sản xuất đi, nó có một cái tên công trình nữa là xuất sản xuất đi ha. Anh ví dụ như ở đây anh cho nó một khách hàng gọi là xuất sản xuất. Ông A, ông B vậy đó. Không, cái này mình đang xuất vật tư á. Mình sản xuất nội bộ mà. Hiểu không? Cho nên là ở đây em cứ chọn là xuất sản xuất để cho mình biết thôi. Em hiểu không? Sản xuất hả? Mình xuất sản xuất này cho công trình A đi, rồi xuất sản xuất kia cho công trình B, mình cũng ghi là xuất sản xuất luôn hả? Thì em nếu em muốn ghi thì em ghi, nhưng mà không đổi giá thì nó không tính vào công nợ. Thì nếu em chọn ví dụ như cho công trình cầu sắt đi, ví dụ vậy đấy. Nhưng mà ở đây không ghi đơn giá thì nó không ra công nợ. Không ghi đơn giá đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lúc xuất cái bàn đi á thì mình ghi giá ở đây. Hiểu không? Cái bàn thì ở đây, trong đây em cũng sẽ ghi cho anh cái tên hàng là cái bàn. Cái này anh ghi mô tả anh hỏi nó là thành phẩm. Còn mấy trên kia là em ghi là nguyên vật liệu. Ví dụ như thế. Hình dung không? Rồi, em hiểu. Rồi. Để mình biết thôi, cái này mình không ghi cũng được, mà để mình biết thôi. Sau khi mình làm xong cái bàn rồi, mình xuất kho cái bàn cho công trình cầu sắt này, thì mình cũng cho chọn là ngày xuất. Rồi, công trình cầu sắt ở đây mình chọn là cái bàn. Rồi, lúc này mình ghi mở đi ghi đơn giá vô nè. Ví dụ ở đây mình số lượng là 1, đơn giá là 1.2 đi. Đó, thì rồi lúc này ra thành tiền 1.2 mới tính vào công nợ nè. Anh vô không? Mới tính vào công nợ của cầu sắt này đúng không? Đúng rồi. Còn cái này... ở trên này vật tư là mình không được nhập ấy vô. Rồi, đúng rồi. Hiểu rồi. Đúng rồi. Hiểu không? Tại mình vì vật tư này để cho biết mà căn tồn kho thôi. Đúng rồi, nhập còn số lượng. Dưới đây khi mà ra thành phẩm mình mới nhập số tiền vô để mà biết công nợ. Ừ. Rồi, như vậy thì khi mình qua mình lập khách hàng thì nó vẫn ra, nhưng mà nó không có tiền. Ở đây. Thấy không? Khi mình lập vào công nó nợ. Nó không có tiền nhưng mà nó sẽ ra được cái số lượng vật tư đúng mà rồi. Dùng cho cái đơn hàng. Đúng rồi. Như vậy thì khi mình qua trong list hàng mình thấy cái này nó trừ 20. Mà lý do ở đây tại sao nó không ra 20, em biết tại sao không? Chỗ này vì nhiều anh, người anh đang chọn vì anh đang chọn đến ngày 30/9 đúng không? Rồi, tại vì mình xuất ở đây xuất tháng 10 nè. Đúng rồi, anh xuất tháng 10. Đúng rồi, nhiều người không hiểu chỗ đây. Nhưng mình rồi. Chọn tháng 10 thì nó sẽ ra tháng 10. Dạ rồi. Này sẽ ra 20 cho mình, còn toàn là 80 trong kho. Dạ. Còn thành phẩm này nữa, nó âm mà kệ nó. Lý do là thành phẩm này mình xuất không mà mình không nhập. Đó. Còn theo nguyên lý là nguyên tắc á, là em phải nhập vào kho trước em mới xuất đi, nhưng mà thông thường là để mình tại vì để mình theo dõi công nợ thôi đúng không? Ừ đúng rồi. Cái này thì kệ đúng không? Kệ, có nghĩa là tại vì mình sản xuất mình giao luôn chứ không có tồn kho, chứ không cần quản cái lý tồn kho. Như cái thành phẩm này nó âm thì cũng được, không có gì hết. Ừ, dạ. Đó, hình dung không? Rồi. Rồi. Xong cái nhà cung cấp nhập kho xuất kho đúng không? Bây giờ anh sẽ làm cho em một cái gọi là thống kê công trình, nhưng mà giờ anh hỏi anh cái nè. Thống kê công trình đó thì nó sẽ có là số tiền vật. Thật ra thì cái này á sao ta, cái này á là cái này nó nếu mà tính đây nè, thống kê công trình này em cần biết thu chi lãi lỗ của cái công trình này. Đúng rồi, ít nhất là phải có cái giá ban đầu, cái giá thầu á. Dạ. Yeah. Đúng rồi, phải có cái giá mà mình báo giá đó. Báo giá đó, có nghĩa là giá em làm á. Dạ, giá mình báo cho khách hàng á. Như vậy giá em làm này, em làm cho anh trong cái khách hàng này luôn đi. Cột ghi chú này ghi là giá đi. Giá ban đầu, giá nhận đi. Giá mình làm á, em hình dung không? Ừ. Trong cái cột này gọi là giá nhận nè. Giá bán đúng không? Giá bán đó. Dạ. Ok. Rồi. Trên đây nó sẽ có một cái gọi là giá bán đi. Rồi, giá bán là bao nhiêu? Ví dụ như là 50 triệu. Rồi, để anh
chỉnh cho nó cái kiểu số. Ví dụ là 50 triệu đi ha. À, vật tư nhập về. Không, cái, đó, cái vật em, tư em. Cái vật tư nhập về đây cũng cần thiết. Mình chỉ quan trọng là cái vật tư xuất đi á. Vật tư nhập về, nếu mà nhập vật tư nhập về cho cái công trình đó nhưng mà mình sản xuất không hết thì sao? Hay là luôn luôn hết? Không, có lúc không hết, ví dụ như 10 tấm ván thì đặt nhiều khi sản xuất có 9 tấm ván à. Ừ. Nhưng mà nếu như mà anh chọn cái phay xuất á, thì phay xuất hồi nãy đâu có ghi giá đâu, sao mình biết giá. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đó, cho nên là nó lấn cấn cho nó đúng không? Thật ra đâu có cấn gì đâu. Nè bây giờ thì em muốn như nè, em muốn là bây giờ em cái công trình đó em nhập bao nhiêu vật tư đó tiền vốn bao nhiêu đó rồi tính ra tiền lãi đó vậy thôi. Nhưng vấn đề là còn tồn kho hay sao? À, tồn kho thì kể, tồn kho vẫn là của công ty em mà, em muốn biết công trình này sử dụng bao nhiêu thôi. Tồn kho thì nằm trong kho đó. Bao nhiêu vật tư ha? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là em nhập về nếu mà tính về lợi nhuận nó phải cộng thêm cái hàng tồn kho mà em đã nhập về nữa thì mới đúng, tại vì dư là dư của mình mà đúng không? Hay là em muốn tính vật tư nhập về thì nó là cái vật tư nhập luôn chứ không tính tồn kho. Thì cái đó tùy bên em. Hiếm lắm anh, hiếm lắm mới có tồn thôi chứ còn rồi, đa okay. Số là làm sao mà để cho em dễ quản lý á. Anh okay. Làm sao mà để cho tính cho nó dễ biết á. Cái này thì chắc khả năng mà chính xác thì cũng không có được 100% đâu, tại vì cái phần nhân công nữa, sao mà tính ra được cái phần nhân công á, anh hiểu ý em nói không? Ừ. Đó, nhân công thợ làm một ngày đó, nhưng mà thợ làm đâu phải của công trình đó đâu, nhưng công trình A làm cái tủ, công trình B làm cái cũng cái tủ luôn, cái mình kết hợp mình làm chung vậy đó, hoặc là sao đó, làm sao mình tính ra được nhân công, cho nên cái này thì không có xác suất của nó là không chính xác 100%. Ừ. Theo cái phần lợi nhuận mà cũng em muốn cũng được 90% vậy đó. Rồi ok, bây giờ anh thống nhất với vậy là bây giờ mình lấy cái vật tư nhập về đây, tổng giá tiền vật tư nhập về trong cái xích nhập này hiểu không? Nó sẽ tổng qua ra đây cho mình. Thì khi mà vật tư nhập về thì nó sẽ có một lợi nhuận. Lợi nhuận thì ở đây nó sẽ lấy cái giá bán này trừ đi cho cái vật tư nhập về thì ra lợi nhuận thôi. Bây giờ vật tư nhập về anh tổng 30 triệu đi. Thì còn lợi nhuận là 20 triệu. Còn cái vật đúng tư vật tư xuất kho này á. Vật tư xuất kho không cần đâu anh. Nè em muốn gì nè. Đó là ví dụ nè, anh đơn giản nè, anh hiểu là em đang muốn ví dụ như là công trình của khách hàng A đi, người ta làm một cái bàn với ba cái tủ ha. Ừ. Rồi bây giờ em muốn thống kê ra là giá bán là 50 triệu đi. Ừ. Em muốn là vật tư nhập về là bán bao nhiêu. Phụ kiện như ống kính trị bao nhiêu đó, rồi ví dụ người ta có trên bàn là có mặt đá đi, đó là mặt đá bao nhiêu, rồi ra là tổng cộng bao nhiêu, chứ không phải là vật tư nhập về không thôi. Vật tư nhập về nó một cục đó mà không biết tiền ván hết nhiêu, tiền phụ kiện hết nhiêu đó. Em muốn biết tiền ván nhiêu, tiền phụ kiện nhiêu, đó là được đúng không? Tại vì cái file nhập kho quá rõ, mà bên cái file nhập kho lại ngay chỗ phần công trình cũng ghi tên đó. Cái qua bên này anh lọc cho em thêm một cái lọc nữa là anh để đây là thường thường á là cũng có ít ván. À anh hiểu rồi, thì nghĩa là em cần đó. Là trong cái vật tư nhập về là 30 triệu này là có 5 triệu của ván, 3 triệu của ốc vít, rồi 2 okay. triệu của kính đó, dạng vậy đó. Ừ, cái đó được em. À, được đúng không? Tại vì bên phần nhập kho mình đã nhập chi tiết đúng rồi, nhập rõ rồi thì qua đây thống kê được. Đó là anh làm cho em một cái lọc bên này đúng không? Đúng. Cái bên này gọi là cái lọc đúng không? Đúng rồi. Là một bao cái, nhiêu phần cái bên này đi. Em nhập. À. Rồi, đúng rồi. Thì vật tư nhập về thì nó lấy tổng nó đưa vào đây ra lợi nhuận. Ok vậy ha. À, là em nghĩ là bao nhiêu vô mà nhập kho cho công trình đó đó. Ừ. Tại vì đa số nhập là em xuất ra một cái bàn đó, chứ cái phần xuất kho này chắc em nghĩ cũng không cần đâu. Tại vì em đã nhập vô là em sản xuất cho cái công trình đó rồi. Ừ, rồi, ok, anh hiểu rồi. Đó, rồi vậy đó.
Thu chi hàng ngày thì muốn tạo thôi đâu. Thu chi để nó có để tính toán gì không? Đúng rồi, dạ, nó không, có để chứ. Cho em biết được có chứ. Với để có. Em biết được là tiền mặt em đang tồn bao nhiêu, tiền ngân hàng, tiền quỹ ngân hàng em đang tồn bao nhiêu á. Em thấy giống như trên mấy cái file anh làm cho khách hàng của anh á. Ừ. Ok, vậy để anh làm cái đó cho. Dạ. Nhưng mà thường là như vậy thì cái thu chi nó có tính qua bên này không? Qua bên 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 chỗ tính lợi nhuận công trình không? Nhiều khi em chi tiền mặt em mua gì đó cho công trình đó là sao? Dạ đúng rồi, chi tiền mặt mua gì thì vô phần nhập kho rồi, đúng không? Cũng em cũng mua có lý điều ha. Toàn bộ là vô phần nhập kho này hết á. Ừ. Rồi vậy ví dụ mấy là bồi dưỡng thợ hay là mình mua cơm mua nước gì cho thợ thì mình ghi đâu anh? Ghi đâu để cho nó qua cái phần lợi nhuận này? Vậy là chắc anh nghĩ là ghi vô thu chi á. Ghi vô thu chi hả? Ghi vô thu chi rồi mình vừa ghi vô thu chi rồi mình nhập kho này mình cũng ghi vô nhập kho nữa hả? Đâu có, ghi cái thôi chứ giờ em mua cơm thì em đâu ghi nhập kho chị. Em thưởng em đâu ghi nhập kho chị. Vậy giờ nhập kho này á, em mua ván đi là em cũng chi tiền mà. Vậy em có ghi bên thu chi không? Không. Không hả? Vậy sao em biết là nợ em chi thu chi tiền mặt với quỹ ngân hàng em quản lý sao? Hơi căng nha. Còn không thì thì em vẫn ghi, nhưng mà cái nào mà em ghi cho công trình thì em ghi thêm cột công trình nữa. Còn cái này em ghi đó là cái thời gian ghi của em là thành hai file đúng không? Đó em đang muốn là em ghi một cái thôi mà linh ra vậy đó. Ghi một cái hả? Đúng rồi. Em nghĩ là bên em không có nhập xuất tồn kho đâu anh, đa số ít lắm luôn á. Tồn kho thì chỉ mấy cái đó thì tại vì đa số là em nhập về bán là em sản xuất cho cái công trình đó hết rồi, chứ không có bao giờ đặt dư ván. Tại vì khách hàng A chọn màu xanh mà khách hàng B chọn màu trắng, cho nên em đâu có đặt dư được đâu, đúng không? Ok, vậy để anh tính nha. Cái đó để anh suy nghĩ. Đó, anh suy nghĩ.